Ngọc Lai xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống với biển của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Hai tuần trôi qua rất nhanh phải không ạ? Thưa quý vị, và có rất nhiều thông tin, sự kiện, vấn đề nóng hổi đã diễn ra trong đời sống biển cả. Tất cả sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay và chương trình xin được mở đầu bằng phần điểm sự kiện. Lần đầu trong 5 năm gần đây, chỉ trong 2 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2017, ngành đóng tàu Hải Phòng có số tàu hoàn thành đóng mới và ký hợp đồng đóng mới lên tới gần 10 chiếc. Kết quả này không chỉ tạo việc làm thu nhập cho doanh nghiệp đóng tàu mà còn đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng toàn ngành đóng tàu Hải Phòng trong những tháng đầu năm 2017. Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc cho thuê kết cấu hạ tầng khu bến cảng Lạch Huyện. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn cảng container quốc tế Hải Phòng được lựa chọn là bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng khu bến cảng Lạch Huyện. Đây là dự án nằm trong gói dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng bằng nguồn vốn nhà nước, bao gồm các hạng mục tôn tạo, xử lý nền đất yếu. Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật thuế bảo vệ môi trường. Điểm đáng chú ý của dự án sửa đổi lần này có nhiều thay đổi về thuyết trình cho việc tăng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, như chi cho xây dựng đường sắt trên cao cũng là bảo vệ môi trường. Với khung thuế môi trường cho xăng từ 3.000 đến 8.000 đồng một lít, nhiên liệu bay từ 3.000 đến 6.000 đồng một lít, các loại dầu khác có mức tối đa 4.000 đồng một lít, trừ dầu hỏa vẫn giữ mức tối đa 2.000 đồng một lít. Nhà xuất bản du lịch nổi tiếng Lonely Planet vừa công bố những cái tên đầy triển vọng và hấp dẫn du khách trong năm 2017. Cùng với Hokkaido của Nhật Bản, Jeonju của Hàn Quốc, quần đảo Trang, Thái Lan, Inpu của Malaysia, Pemuteron của Indonesia, Côn Đảo còn được gọi là Côn Sơn của Việt Nam đã góp mặt vào danh sách 8 điểm đến tốt nhất tại khu vực châu Á năm 2017. 4 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ ngừng khai thác hải sản tầng đáy. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp của Ban chỉ đạo khắc phục sự cố ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho người dân 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố Formosa năm 2016. Về đền bù thiệt hại cho người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương trên hoàn thành chi trả phần kinh phí đền bù đã được tạm cấp trước ngày 30 tháng 6 và có đề xuất tiếp tục để Bộ Tài chính tiếp tục chi trả. Ông Guzeruem người Brazil vừa nảy ra ý tưởng độc đáo khi sử dụng những chiếc thuyền sinh thái ghép bằng vỏ chai nhựa. Đây là một hình thức tuyên truyền sáng tạo về tác hại của những sản phẩm nhựa đối với môi trường tự nhiên và môi trường sống. Ông Ruem còn thường tổ chức cho trẻ em trong vùng đi thu nhặt các vỏ chai và rác thải nhựa, đồng thời hướng dẫn các em ghép vỏ chai thành những con thuyền sinh thái và cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường tự nhiên, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các em nhỏ và người thân trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, Kiến Thụy là một trong những huyện có vị trí gần biển, tiện sông của thành phố Hải Phòng. Vì thế, khai thác thủy sản đã trở thành ngành nghề chính với những thế mạnh và hướng phát triển kinh tế biển hiệu quả của địa phương này. Từ lâu, nơi đây đã sớm hình thành nên những đoàn tàu đánh cá lớn nhỏ. Tuy nhiên, đến nay, Kiến Thụy lại chưa có một cảng cá theo đúng nghĩa. Tiếp theo chương trình Sống với biển hôm nay, mời quý vị hãy cùng với phóng viên Mai Phong tìm hiểu thực hư về câu chuyện này. Âu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Quán Chánh nằm trên địa bàn xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, được thành phố đầu tư xây dựng từ năm 2009 trên diện tích 12 ha. Đây sẽ là nơi tránh trú của trên 500 tàu, công suất từ 400 cv trở lên. Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng đã xuất hiện những bất cập khi bến neo đậu được đưa vào sử dụng. Đó là thiết kế theo bến, trong đó có bến cá thì phải là máy đứng. Đây nhưng là đây ta hoàn toàn là máy xoải, thì cách xa từ bến rồi đến xuống tàu phải 10-15 mét. Thế ngư dân về thế thì bây giờ đấy là hoàn toàn người ta phải tự chế ra những cái phương tiện cần thiết, như là những cái thang, thế người ta cho hàng hóa người ta kéo lên rồi cho hàng hóa rồi người ta kéo xuống, thì thế rất là bất tiện. Thứ hai nữa là khi tàu thuyền nước to ra vào đấy thì nó dễ cái mũi tàu dễ gạch lên của đầu của cái máy xoải. Thế đã có phương tiện là đậu thì sơ ý, khi phát hiện ra thì là cái đuôi tàu nó đã chìm xuống dưới nước rồi. Đấy, vì vậy nên là bến neo đậu tàu thuyền này là phải có một cái đoạn thiết kế cho cầu cảng để cho bà con ấy lên xuống hàng hóa. Do không phát huy hết công năng của một bến cá nên Kiến Thụy cũng gần như bỏ qua dịch vụ nghề cá đang phát triển của địa phương. Theo tìm hiểu thực tế cho thấy, khu vực này chưa thực sự an toàn và tiện lợi do thiếu hẳn bến cập tàu và hàng phao neo buộc dây hậu đảm bảo an toàn cho tàu khi neo đậu.
Mặc dù đây là dự án khá hiện đại với chiều dài 1.000 m và rộng 80 m. Chính vì thế khi có sóng to gió lớn, tàu thuyền vẫn có thể va đập vào nhau. Còn những ngày con nước kém như thế này thì việc lên xuống sẽ rất khó khăn. Theo kinh nghiệm của những người đi biển thì với việc thiết kế mái xoài sẽ rất khó khăn cho ngư dân khi tàu thuyền cập bến, nhất là khi vận chuyển hàng hóa. Và quý vị và các bạn cũng có thể thấy rằng vừa rồi chúng tôi đã phải di chuyển lên thuyền bằng những chiếc phao tự chế của ngư dân để có thể lên được thuyền như thế này. Tàu của anh Phạm Văn Vương có công suất trên 100 CV, tức là tàu cỡ nhỏ, là một ngư dân kỳ cựu. Nhưng anh Vương cũng không tránh khỏi những bất cập khi tàu của mình hoạt động tại bến Quán Chánh. Vì khó khăn khi không có âu cảng ngay tại bến neo đậu của địa phương, nên anh Vương đã từ bỏ ý định đóng tàu vỏ thép. Cho dù khi Nghị định 67 của Chính phủ tạo điều kiện để ngư dân tiếp cận với tàu công suất lớn, anh cũng là một trong những người đăng ký đầu tiên. Bến bãi này cũng chỉ là cái cảng đậu cho tàu khi đi làm về bến đậu thôi. Nhưng còn mà bà con ngư dân người ta đi làm về thì còn cá tôm mà đem về đây ít lắm, tại vì cái đưa lên đem về đây thì cái nối lên bờ mà bốc con cá tôm mới nó khó. Cái luồng lạch ở đây thì người ta làm chưa xong, mà nói chung là chả biết sau này xong hay như thế nào, chứ chính bây giờ thì ra vào nó cũng còn khó, mà con ta đi làm còn nhiều chỗ kia chưa xong vẫn cứ cạn. Không có âu cảng tại bến cá hiện đang là một cản trở lớn đối với ngư dân huyện Kiến Thụy. Thực tế kể từ ngoài mùng 10 tháng 6 đến nay, 4 chiếc tàu vỏ thép neo đậu tại bến Quán Chánh vẫn chưa trở về theo dự kiến ban đầu là 10 ngày một chuyến. Theo ông Tân thì ngư dân đánh được mẻ nào là cập ngay tại cảng cá Nam Định, vừa bán vừa vá lưới và tiếp tục vươn khơi. Mắc dây neo, chìm đuôi tàu là những vấn đề mà ngư dân ở đây đã gặp phải. Bến neo đậu tàu thuyền tránh chú bão quy hoạch chưa phù hợp đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khai thác đánh bắt và dịch vụ hậu cần nghề cá, đặc biệt là tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đang tới gần. Chỉ còn một vài công đoạn nữa tại cửa ra vào Âu neo đậu là bến Quán Chánh sẽ hoàn thiện. Tuy nhiên những tồn tại trên vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Đến bao giờ ngư dân huyện Kiến Thụy mới có được một bến cá đạt tiêu chuẩn? Có lẽ câu trả lời này còn đang bỏ ngỏ. Câu chuyện về bến cá Kiến Thụy sẽ không dừng lại ở đây, mà chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị. Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với công tác chuẩn bị cho vòng loại tháng 6 của lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2017. Về với Đồ Sơn vào những ngày này, bất cứ ai cũng cảm nhận được không khí náo nức của công tác chuẩn bị cho vòng loại tháng 6 lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn năm 2017. Trong cái nắng nóng oi ả của mùa hè, ông Lưu Đình Tới ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn vẫn ân cần chăm sóc cho ông trâu của mình. Ông trâu này được ông Tới mua về từ tháng 9 năm 2016 với những đặc điểm nổi bật, hội tụ những yếu tố tốt cho trâu trọi như mắt đỏ, mí dày, mặt dữ, lông da đen, móng sò, đuôi chai. Với kinh nghiệm sẵn có cùng tâm huyết dành cho những ông trâu tham gia lễ hội, từ khi mua về tới nay, dưới bàn tay chăm sóc của ông Tới, trâu đã lớn nhanh, khỏe mạnh và được huấn luyện nhiều miếng đánh hay. Ông Tới là một trong những người có thâm niên gắn bó với nghề chơi trâu trọi của Đồ Sơn. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc gần gũi và coi như là mong rằng năm 2017 tôi sẽ cố gắng làm một việc gì đó sẽ là có một cái thành tích cao hơn năm trước. Sau 27 năm khôi phục lễ hội truyền thống, lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn đã và đang tạo nên bản sắc đặc trưng của cư dân miền biển. Chính quyền địa phương và các ông chủ trâu nơi đây rất chú trọng đến công tác chuẩn bị để có một mùa lễ hội ấn tượng và an toàn. Là một người quan tâm và rất gắn bó với lễ hội của địa phương, nhưng nghệ nhân dân gian Hoàng Gia Bổn không chỉ chăm sóc cho riêng ông trâu của mình. Với mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho lễ hội Chợ Châu Đồ Sơn, ông đã thiết kế riêng những trang phục cho các ông chủ trâu và người chăm sóc trâu trọi của phường Ngọc Xuyên. Các ông chủ trâu chúng tôi là trong thời gian vừa qua là đã chuẩn bị trâu của mình rất là tốt, và nhất là các ông trâu mà tham dự vòng đấu loại của 32 ông chủ trâu vòng đấu loại tới, thì các trâu bây giờ cũng đã mạnh khỏe và sức khỏe rất tốt, đã sẵn sàng vào hội. Vòng đấu loại năm nay sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 âm lịch, tức ngày 1 tháng 7 năm 2017. Cho đến thời điểm này, các ông trâu tham gia lễ hội năm nay đều đã có được sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như các miếng đánh.
Bên cạnh đó, các phương án bảo vệ an ninh và công tác chuẩn bị về sân bãi đang được triển khai hết sức khẩn trương để đảm bảo an toàn cho du khách. Thưa quý vị và các bạn, tin rằng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, hứa hẹn vòng loại lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn lần thứ 28 năm 2017 sẽ thành công tốt đẹp. Và khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá về sắc màu biển cả ở Trường Sa. Khi nói đến Trường Sa, người ta thường nghĩ về một nơi nhiều sóng nhiều gió giữa Biển Đông. Và ít ai biết rằng, giữa muôn vàn khó khăn vất vả ấy, các đảo trên quần đảo bão tố này vẫn ấm áp những màu xanh yêu thương. Không chỉ có màu của lá bàng vuông, cây cha, cây phong ba, mà còn là màu xanh của những cây dừa nước. Tất cả tạo nên sắc màu riêng có cho biển cả nơi đây. Nam Yết là nơi có nhiều dừa nhất trên quần đảo Trường Sa. Thổ nhưỡng ở đây rất đặc biệt. Dưới bề mặt nền cát san hô của đảo sâu khoảng hơn 1 mét là lớp lá cây mục rất dày. Đây là nguồn dinh dưỡng phong phú cho các loại cây trên đảo phát triển, nhất là cây dừa. Trồng và nhân giống dừa ở Nam Yết thật lắm công phu, đặc biệt là cách ươm giống. Những quả dừa già được các chiến sĩ cẩn thận hái xuống, đặt dưới lớp cát trộn lẫn sơ dừa. Sau đó chúng được tưới nước liên tục trong khoảng 3 tháng ở khu nhà ươm. Khi mầm dừa phát triển được 4 lá là có thể đem ra trồng ở ngoài đảo. Trong năm đầu, việc chăm sóc cho cây dừa non rất quan trọng. Các chiến sĩ đều tận dụng tối đa nguồn nước ngọt sinh hoạt hàng ngày để tưới cho cây. Khi cây dừa thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu trên đảo thì sẽ phát triển rất mạnh mẽ. Hàng năm có rất nhiều cơn bão lớn hình thành trên Biển Đông và quét ngang qua đảo, nhưng cả rừng dừa trên đảo vẫn xanh tốt. Với sự vượt trội về chiều cao, những cây dừa còn chở che cho những vườn rau xanh cũng như nhiều loại cây nhỏ khác trước tác động trực tiếp của hơi muối và bão gió khắc nghiệt ngoài khơi xa. Và mỗi một cây dừa bén rễ nơi này không chỉ góp phần tạo màu xanh mà còn thể hiện tinh thần anh dũng, kiên trung của những người chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng. Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển sông vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão dập. Đảo quê hương, anh vẫn đến ngày giữa biển khơi, thương nhớ sao nguôi người chiến sĩ Trường Sa ơi. Gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Kinh nghiệm trồng dừa ở Trường Sa cũng đã khép lại chương trình Sống với Biển hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con. Quý vị có thể xem lại và chia sẻ những ý kiến đóng góp của mình tại địa chỉ www.thp.org.vn hoặc địa chỉ www.thhp.vn.